từ lần thuyết pháp đầu tiên, rồi 45 năm giảng truyền, cho đến lần nói sau cùng, Phật vẫn dạy về tứ diệu đế. Là bốn sự thật nhiệm màu, gồm khổ tập diệt đạo. Là tám sự hành trì theo bát chánh đạo, làm vơi hết nguyên nhân xa gần của nhiều khổ đau trong đời. Cho ta trọn vẹn an lạc, giải thoát hết lãng quên tham lam âu lo đau buồn, sợ hãi vọng tưởng hận thù vô minh. Từ lần thuyết pháp đầu rồi 45 năm giảng truyền, cho đến lần nói sau cùng, Phật vẫn dạy về tứ diệu đế. Là bốn sự thật nhiệm màu, gồm khổ tập diệt đạo. Là tám sự hành trì theo bát chánh đạo, làm vơi hết nguyên nhân xa gần của nhiều khổ đau trong đời. Cho ta trọn vẹn an lạc, giải thoát hết lãng quên tham lam âu lo đau buồn, sợ hãi vọng tưởng hận thù vô mình. Thứ bảy là làm quán tánh hồi khổ, tức là cái thù hận mà gặp gỡ nhau hoài thì phải khổ. Điều này chắc chúng ta cũng đã nếm nhiều rồi, phải không? Tôi nói có những cái cặp gia đình á vui lắm. Hồi còn trẻ thì thôi, thề non hẹn biển với nhau, vắng một ngày là nhớ nhung gần chết, phải không? Muốn cho gần gũi với nhau. Gần gũi với nhau chưa được bao lâu hết trơn là thấy nhau như kẻ thù. Nhưng mà không biết cái nghiệp gì á, không xa ra được. Đúng không? Đó là nói tới cái chuyện gia đình, chồng vợ, cái hoàn cảnh á. Tôi thấy là có những gia đình vui lắm. Rõ ràng là chưa từng có một cái câu nào hợp ý với nhau. Chưa từng có một cái ý tưởng nào gọi là đồng vợ đồng chồng, hoàn toàn cái chuyện đó không có xảy ra. Vợ chồng chưa bao giờ có ngồi lại mà bàn luận một cái chuyện gì được 5 phút, cả một cuộc đời sống như vậy. Mà vợ lo làm chuyện với bà vợ ông chồng, lo làm chuyện ông chồng mà tôi có lần tôi nghe cái cô đó có kể, cô nói thầy biết không, nhiều lần con quỳ con lại ổng, con nói là ông làm ơn ông tha cho tôi thôi, tại vì bây giờ tôi sống với ông cũng không thành chồng thành vợ, không thành bạn bè gì hết trơn. Phải sống chung như vậy, tôi muốn đi tu, bây giờ ông tha cho tôi đi tu, ông muốn cưới vợ nào đó tôi đích thân được tôi cưới cho ông về, ông sống làm gì cũng làm á, ông chỉ tha cho tôi được đi tu thôi, không được. Phải sống khổ sở về bao nhiêu năm trời, rất là kỳ cục. Mà có nhiều gia đình như vậy. Tôi thấy có những người mà ở quê chúng tôi có một cái chuyện như thế này. Có bà chị ở sớm, bà có ông chồng hiền lắm, sanh được một đứa con gái, không biết duyên cớ gì hai người tự động ly dị nha. Cái bắt đầu bà ra bà bán cái quán tạp hóa. Chị gặp ông chồng sao, chồng sau mà ăn nhậu be bét luôn. Trời ơi, kể từ ngày mà bà về với ông chồng sau là đánh bà gần chết luôn. Dường như là ngày nào mà thiếu ăn đòn là giống như thiếu cơm bữa vậy đó.
nhưng mà không cách nào ly dị được, trong khi ông chồng trước rất là hiền, chồng trước rất là hiền mà phải ly dị, dưới ông chồng sau đánh đập gần chết luôn. Nó có những trường hợp như vậy. Cho nên chúng ta thấy khi mà cái người chúng ta không ưa mà ngày nào cũng gặp mặt nha, thì đó là cái chuyện mà không thể cho chúng ta yên lòng được. Ví dụ như bây giờ ở xóm ở bên cạnh mình có một cái nhà của bà già, bà thì nói tiếng cũng không có lớn lắm, đủ cỡ 5-10 nhà bên cạnh nghe thôi. Nhưng mà đụng chuyện là bà la, là sáng rồi ngày mà chưa có mở cửa ra thì mỗi mỗi buổi sáng mỗi đều nghe bà tụng một cái bài kinh. Chửi chó mắng mèo rồi mình bịt lỗ tai không kịp vậy. Có những trường hợp ở xóm tôi hồi xưa tôi có bị như vậy. Mình mà ngày nào cũng phải gặp tình trạng đó, cứ mở cửa ra là ngay bên cạnh nhà mình rồi là bà chửi thôi. Ừ, cái chuyện gì bà cũng có thể chửi được thành lời, mà la một cái là từ 2-3 tiếng đồng hồ bà mới có ngưng. Có nhiều khi trưa đang ngủ trưa vậy bà chửi con đánh cháu gì đó không biết là sức thức dậy cả làng hết. Nên đó là những điều chúng ta thấy. Cho nên cái quán quán tán, tức là cái người mà chúng ta không ưa không thích mà chúng ta phải gặp hàng ngày hàng giờ hàng bữa thì rõ ràng là chúng ta phải khổ, phải không? Có những trường hợp chúng ta nói như thế này: bây giờ mình đừng có quán người ta nữa thì đâu có khổ đâu, được không? Nói thì nghe được đúng không, nhưng mà giờ ví dụ nè, ví dụ giờ trong xóm mình có một cái thằng gọi là nó ở xã hội đen, bây giờ ai đi ra ở cái đoạn đường đó, đi đầu đường này á, thì cũng phải bị nó thâu tiền, đi đầu đường đường kia cũng bị nó thâu tiền, thôi mình đừng có ghét nó, được không? Đâu được đó. Nếu chúng ta mà không ghét những người mà thực hiện cái ác tâm đó đó thì chúng ta sẽ mang bị cái tội đồng lõa, và cả cuộc đời chúng ta khổ sở, mà người chung quanh ở chòm xóm cũng phải bị khổ sở lây. Cho nên khi mà gặp những người đó thì tùy, tức là gặp cái hoàn cảnh khổ là chúng ta phải dùng cái trí tuệ để chúng ta xử lý, chứ không thể nói một câu là mình quán ghét thì bây giờ không quán thì thôi. Ví dụ như giặc ở ngoài nước nó vô nó xâm lăng nước mình, làm cho bà con chòm xóm mình, làm cho cả dân làng của mình nó khổ đau như vậy, bây giờ cả bản thân mình cũng bị khổ do cái sự xâm lăng đó, thì bây giờ mình đừng có ghét nó cho nó đừng khổ, được không? Không được. Có những cái hoàn cảnh, có những hoàn cảnh mà khiến chúng ta không thoát ra được, chúng ta không thể trốn tránh nó được. Đó là cái chuyện để chúng ta thấy. Ví dụ như ngày xưa có những cái chúng ta gặp những cái trường hợp vua quan á, mà lấy thuế lấy sâu làm cho dân trong làng phải khổ sở, làm nhiều khi suốt một năm không đủ tiền để đóng thuế. Không biết ở quê chúng ta có gặp trường hợp đó chưa? Trời ơi, làm cả một năm cả gia đình làm đầu tắt mặt tối luôn, tới cuối năm đóng cái thuế gì đó không biết, không đủ. Không đủ thì bị đánh, bị đập, bị rong, bị cùm, bị xiềng, bị xích. Nhưng mà muốn đi rời khỏi chỗ đó đi không được. Cái gì thấy dễ sợ gì? Có một lần tôi nhớ trong sách, có một lần hai thầy trò của Khổng Tử chắc đi trong rừng sâu á, có một dịp đi trong rừng sâu thì cái chỗ đó rất là vắng bóng người, gặp một cái gia đình đang sống trong đó. Thầy hỏi thăm tại sao. Thứ nhất là ở dưới đồng bằng á thì trồng lúa cũng dễ, làm vườn cũng có thể tạo miếng cơm manh áo, nó dễ dàng hơn. Còn trên đây là lúc trên núi cao đất đá không, muốn có một miếng ăn rất là khó. Nhưng mà tại sao ông phải lên đây? Rồi lỡ mà sống ở rừng sâu núi thẳm như vậy mà lỡ cọp nó cắn, cọp nó ăn thịt thì cũng đâu ai hay đâu. Ông trả lời một câu như thế này, ông nói: dù cọp có ăn thịt hoặc là cuộc sống tôi vất vả khổ đau như vậy, nhưng mà cũng không khổ bằng khi sống ở quê gặp một vị quan ác đức. Thành ra quý vị thấy có những người do cái nghiệp họ không bị, kiểu như họ không bị cái sự áp bức bóc lột nhiều cho nên họ thoát ra được. Đây là những cái trường hợp mà gọi là phải cái nghiệp với nhau. Ví dụ như vậy nè, cái trường hợp mà chúng ta bị người khác đánh đập chửi rủa rồi bóc lột mình mà mình thoát ra không được, cái trường hợp mấy người ở rồi đó, mấy người ở bị đánh đập nhiều là do cái nhân quả gì? Do nhân quả cái nhiều đời nhiều kiếp trước đó, người đó đã từng gạt gẫm của cái người chủ, đã từng lường lặng để lấy của người ta, thì đời này dứt khoát phải trả dai bằng cách đó thôi. Tức là lấy của người ta mình ăn sung mặc sướng, mà người ta phải đau khổ vì cái ăn sung mặc sướng của mình,
ví dụ như gạt người hoặc là móc túi họ hay là gì đó. Mà có những trường hợp như vậy, đời này chúng ta gặp hoài. Nhiều người mất của họ phải khổ sở, có khi họ chết nữa. Thì cái nhân quả đời sau là phải, ngoài cái việc mà làm trâu làm bò để trả nợ, thì hoặc là làm đầy tớ để trả nợ, hoặc là làm con dân của họ để họ đài, họ đòi hết cái nhân quả đó. Cho nên trong cái giai đoạn mà chưa hết nhân quả đó, chúng ta không thoát ra được, phải đối đầu hoài. Vì vậy mà chúng ta gặp cái người mà chúng ta bất như ý, chúng ta lừa lọc ở những đời trước, thì đời này chúng ta sẽ gặp người bất như ý sống chung với mình. Trong những cái hoàn cảnh mà quý vị thấy có những cái gia đình, cái người chồng á thì sống hết sức là minh bạch, nhưng mà người vợ thì không thật thà. Thì rõ ràng là tánh tình hai người không hợp nhau, mà thành ra không có bàn bạc công việc với nhau được, mà phải sống chung nhau hoài. Hoặc là có những người vợ rất thật thà, người chồng thì sống không có minh bạch lắm, muốn thoát với nhau cũng không thoát được, mà lấn quấn lít quýt nhau để tạo thêm cái nghiệp ác thôi. Mà hai người đã không thể bàn việc đàng hoàng với nhau thì đương nhiên phải cự cãi, mà cự cãi thì thêm cái thù oán và gieo thêm cái nhân quả xấu với nhau, thì khiến đời này kiếp nọ cứ gặp nhau trong cái oán nghiệp. Nó có những trường hợp như vậy. Cái trường hợp mà quý vị thấy như là cái thời này thì chúng ta thấy hơi nhẹ ha, cái mẹ rẻ con chồng á thì bớt khổ sở, hơi ít hơn ngày xưa, tại vì văn minh thời đại bây giờ giống như phát triển rồi. Thấy có những người mẹ rẻ cũng thương con chồng, hoặc là chồng rẻ cũng thương con bên vợ. Nhưng ngày xưa có cái chuyện là có một ông đó trên đường từ Đà Lạt đi về, thì trên đường xe đổ dốc xuống, nghe hai đứa bé nó la nó khóc. Thì ông mới dừng xe lại, ông hỏi là tại sao con phải khóc lóc như thế này. Thì nó trả lời là con bị mẹ rẻ đánh, mà ba con không binh vực được, cho nên rồi bây giờ con đi ra khỏi gia đình mà đói khát lang thang, phải trèo cái cây, bẻ trái cây để ăn qua ngày. Nhưng mà lỡ bị rớt xuống hố, leo lên hai anh em leo lên không được, đứa em nhỏ với thằng con trai, thằng con trai thì cõng em bé không được, cho nên leo trật lên trật xuống hoài. Thì nhờ ông giúp giùm, ông kéo con lên để ông chở con đi đâu cũng được, chứ ở đây mà giữa rừng sâu núi thẳm này thì chắc lẽ là con không sống qua đêm nay. Ông á, ông sợ nếu mà tụt xuống hố mà bắt hai đứa bé này lên đây thì bỏ xe lên đường, sợ người ta lấy. Thì vừa muốn bước xuống cứu hai đứa bé, vừa tiếc chiếc xe, nghĩ tới nghĩ lui hồi ông thương chiếc xe ông hơn hai đứa bé, ông bỏ ông đi. Bỏ đi thì sáng hôm sau nghe đăng báo hai đứa bé chết lạnh trong rừng. Nói chuyện thương tâm. Nhưng mà điều này để thấy rằng cái hoàn cảnh mà giữa mẹ rẻ con chồng á, khiến cho con người ta đau khổ dằn vặt với nhau cả một đời. Tức là hai người đã không có vừa ý với nhau rồi, sống trong cái hoàn cảnh chung đụng của một gia đình thì đương nhiên đau khổ. Người này tìm cách để hãm hại người kia tìm cách hãm hại người nọ, vân vân, đủ thứ chuyện hết. Bên ngoài là giả giả dân dân, nhưng mà bên trong là luôn luôn tìm cách để hại nhau. Thì cuộc đời là chúng ta thường gặp những cái hoàn cảnh trái ngang đó. Nói chung là cái chuyện trái ngang thì cuộc đời rất là nhiều, nhưng mà chúng ta nghiệm xét cho kỹ thì cũng là nhân quả nghiệp báo của họ. Chỉ vì mà họ không thoát ra được thì là do cái nghiệp nó còn với nhau. Cho nên hồi nãy chúng ta nói muốn thoát đi cái hoàn cảnh khổ là chúng ta phải trả nợ gấp đôi, phải cố gắng trả chồng. Thay vì mình vay là mỗi tháng trả 50 ngàn, phải không? Như bây giờ thôi kệ, nếu mình tháng 100 đi. Ví dụ như bà nào mà lỡ gặp ông chồng thì nhậu mỗi ngày phải chi ổng 50 ngàn, thì gán làm 100 ngàn đưa cho ổng luôn. Thì vậy bảo đảm một thời gian ổng sẽ hết hành hạ mình. Đó là sự thật. Mặc dù đó là cái chuyện vui, nhưng mà đó là sự thật á. Nếu như chúng ta tránh né, chúng ta cự, chúng ta hơn thua với nhau trong cái việc mà đền trả nợ cũ á, thì cái nợ đó dây dưa hoài, phải không? Người ta đòi nợ mình không chịu trả, mình cự lộn là rõ ràng còn thiếu hoài thôi. Còn nếu mà người ta tới chưa chuẩn bị đòi là anh tới anh lấy tiền hả, tiền đây anh lấy đi. Như vậy rõ ràng là người ta không hành hạ mình cực khổ để mà lo tiền, nhưng mà bớt đi cái sự hành hạ chửi rủa, và dần dần cái nghiệp mình sẽ mất. Chứ người đó thì rõ ràng là mình muốn gần hay là không muốn gần, hoặc là người đó cũng sẽ hết hành hạ mình. Nếu hết nghiệp với nhau thì thôi vậy. Nhưng mà khổ nổi là chúng ta sống với nhau không biết đến lúc nào nghiệp sẽ hết với nhau.
Đó là cái điều khổ, cho nên họ lỡ leo được rồi họ leo luôn. Nhưng mà có điều là một người có phước lớn và một người phước kém thì người phước kém không thể ăn hiếp người có phước lớn được nha. Đây là điều chúng ta thấy nè. Cho nên có nhiều người họ thắc mắc, họ nói là giữa hai vợ chồng sống nhau như vậy rồi, nhưng mà thầy nói là con phải trả nợ ổng một cách vui vẻ, thì ổng có chửi con cũng niệm Phật hay là con làm cái điều gì đó con không chửi lại để con không gây quán thù lại. Rồi bây giờ con đi chùa con lại cầu nguyện cho ổng hồi tâm hướng thiện, làm bao nhiêu tiền đưa ổng xài hết, thì chừng nào mới biết là mình hết nghiệp? Và có hết nghiệp hay không? Hay là ổng chửi rủa con, ổng ăn hiếp con để ổng vay nợ mới? Đây là cái chỗ rất khó thấy. Nhưng mà chúng ta phải khẳng định với nhau một điều là một người có phước người ta không thể ức hiếp được. Quý vị thấy rõ điều đó. Chỉ sợ rằng cái phước của mình, cái sự tu tập, sự trả nợ mình chưa đủ thì nó còn dây dưa với nhau như vậy. Nhưng mà khi đã đủ duyên rồi, đó có một cái mốc lạ lắm. Khi mà cái phước báo của mình và người đó nó hết rồi, tự động cái nó có một cái khoảng thân thiện nào đó. Chúng ta sẽ thấy ra điều này. Khi mà hết nghiệp ác là bắt đầu tới nghiệp thiện với nhau, mà bắt đầu họ thân thiện lại. Và hoặc là chúng ta tu tập, chúng ta có cái phước báo hơn cái người kia. Tại vì rõ ràng là người kia lo ăn, lo nhậu, lo phung phí phước báo của mình, là họ bị tổn giảm phước lần lần. Có khi họ mất, có khi họ chết mất, hoặc là có khi họ bệnh hoạn hay là cái gì đó, vân vân. Thì sau đó chúng ta trả nợ không còn khổ nữa. Ví dụ vậy. Hoặc là đến lúc nào đó họ tự động họ thương mình, họ không dám nói lớn lời với mình, không dám lớn tiếng với mình. Đây là có những trường hợp chúng tôi có gặp. Có những gia đình mà trước kia ông chồng nói tiếng trước tiếng sau là chửi thôi, rồi khinh bỉ coi thường bà vợ. Nhưng mà bà vợ sống đúng với Phật Pháp, tu hành một thời gian rồi tự động là hai vợ chồng, chồng chở vợ đi chùa, ví dụ vậy. Cái việc đó nó có xảy ra. Thật ra đừng nghĩ rằng chúng ta trốn tránh, chúng ta cự cãi, chúng ta tránh né là chúng ta hết nghiệp, không có đâu. Cho nên khi gặp cái người mà oán ghét với mình thì mình phải, thứ nhất là phải thương họ. Hãy thương họ vì sao vậy? Vì bây giờ mình đi đúng đường Phật Pháp, rõ ràng là không đời này thì đời sau chúng ta cũng sẽ thăng tiến lên. Ít nhiều gì chúng ta cũng có phước báo khi chúng ta lại Phật nè, rồi khi chúng ta tọa thiền nè, hoặc khi chúng ta nghe giảng trí tuệ chúng ta mở mang, thì chắc chắn chúng ta đi con đường thiện rồi. Thì cái phước báo này sẽ làm cho chúng ta thăng tiến. Còn một người kia đi nghịch con đường này thì phải bị đọa lạc trầm luân nè. Mình là người hiểu biết Phật Pháp đúng là mình phải thương người ta, phải làm cách nào để chuyển hóa họ. Nếu không chuyển hóa được thì phải gãi lòng thương. Khi mà quý vị thấy giữa một cái đám đông người mà trong chỗ đó có một người thương mình, tất cả mọi người ghét, ví dụ như người đó là một người tội, họ ăn cướp, họ bị rượt, bị vây giữa chợ đi. Nhưng mà nếu như trong đó có một vị sư đứng ở chợ thì rõ ràng họ chạy là họ muốn núp, họ muốn né, họ muốn nương nhờ, cũng vậy đó. Có khi một người tu không đủ cái đức để có thể thương một người ác thì họ thấy mình họ tránh né. Thì cũng vậy, cái người thân của mình khi mà họ tạo nghiệp ác rồi đến một cái nhân quả kế tiếp họ bị rớt vào hoàn cảnh khổ đau á, thì nếu như mình có tình thương họ sẽ tới, họ nương nhờ mình sẽ giúp họ quay lại con đường thiện. Đó, cho nên cái tình thương nó rất là có lợi. Vì vậy phải trả nợ là phải trả cả tiền của, trả cả tình cảm và cái lòng thương yêu của mình, thì cái nhân quả nó mới hết được. Cách đây hai hôm vui lắm, tôi đi học về trên cái đường qua phà Cát Lái, tự nhiên cái tôi nghe tiếng la từ ở bên sau xa kia, nghĩ là họ cử nhau. Nhưng mà anh đó thì dường như cũng hơi năm nóng năm lạnh, mà cũng tiếc tiền xe ôm từ phà Cát Lái về tới Nhân Trạch. Ảnh cũng chẳng phải là Phật tử gì, nhưng mà thấy ông thầy thì nghĩ là ông thầy sẽ dễ nhờ đi xe thôi, không có gì hết trơn. Thầy cho tôi đi, có gian đi xe, mà nó la lớn từ bên kia chạy qua. Hôm nay tôi cũng đâu có cách nào từ chối được, người ta dòm quá trời, nghĩ là quen với nhau. Thật ra tôi nhìn ảnh tôi không biết ảnh là ai. Rồi cái đi chen xe phóng lên ngồi ôm mình, cảm ơn thầy nha thầy. Nên mình phải chở anh về thôi. cái trường hợp như vậy. Nên chúng ta thấy cuộc đời có nhiều khi họ tìm một cái chỗ nương nào đó, mà chỗ nương đó họ thấy họ nương được. Thay vì bây giờ lên rồi phải tốn tiền xe ôm, nhưng mà kêu nhờ người khác thì họ thấy người lạ chắc chắn họ không chở, rồi đi với mấy ông thầy thì chắc là không sao. Lên xe dọc.
ra cái cuộc đời nó có, thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta muốn muốn thoát khỏi cái hoàn cảnh khổ thật sự, muốn không đối diện với cái sự khổ ở cuộc đời này, thì buộc chúng ta phải cố gắng làm, chúng ta phải tạo phước, chúng ta phải làm tất cả những cái việc để chúng ta trả đủ cái nghiệp xưa, thì tự động chúng ta lìa khỏi cái hoàn cảnh khổ. Chứ nếu không chúng ta không thoát được. Trong việc tu tập cũng vậy. Và cái điều thứ 8 nữa là cái ngũ ấm xí thạnh khổ. Ngũ ấm xí thạnh tức là cái thân này. Thân này là sắc mà. Thọ, tưởng, hành và thức, tức là năm cái ấm này, nó hưng thịnh hoặc nó suy di, nó làm cho chúng ta khổ. Nhưng mà nếu một người bình thường nói cái thân này khổ thì chúng ta cũng hơi khó tin, đúng không? Ví dụ như bây giờ trong kinh Đức Phật nói cái thân là khổ, thì có nhiều khi chúng ta cho rằng đạo Phật bi quan, nhưng mà chúng ta phân tích thử để thấy cái thân này nó khổ không là nha. Thứ nhất là về cái mặt đi. Thì bây giờ chúng ta một người nghèo thì chúng ta nói thôi mặc cái gì để che thân được rồi. Nhưng mà cái đòi hỏi của thân á, ngoài cái mặt ra, nếu như chúng ta nói là chúng ta mặc che thân thì mua giải gì chúng ta mặc cũng được. Ví dụ như bây giờ người ta mặc KT thì mình mua giải bố. Nhưng mà khi chúng ta mặc giải bố chúng ta thấy dễ chịu không? Thì nhìn bạn bên cạnh mình chúng ta thấy cũng khổ. Hoặc là nói thôi che thân là tôi cuốn tờ giấy rồi tôi che thân đủ rồi, được không? Cũng không được. Buộc chúng ta phải mua bộ đồ đàng hoàng để chúng ta mặc. Thì cái ăn cũng vậy. À, cái đòi hỏi của cái thân thể là chúng ta phải ăn, ăn cho đầy đủ, ăn sung túc. Có nhiều người nói thôi giờ mình tu rồi ăn gì cũng được, bắt ăn muối hoài chịu không? Cũng đâu có được đâu. Thì buộc chúng ta phải kiếm cái món này món nọ để chúng ta ăn. Rồi việc ở, quý vị thấy cắt một cái nhà lên để ở, thì mình á, mình cắt nhà lá ở bên cạnh mình tự nhiên mọc nhà ngói, mình thấy mình đâu chịu được đâu. Cũng mong muốn có một nhà ngói. Rồi việc ngủ cũng vậy. Quý vị thấy như cái mùa này là phải có áo ấm, phải không? Mùa lạnh thì chúng ta phải có áo ấm lo cho thân. Rồi cái mùa nực á, thì chúng ta phải có quạt hoặc là ở chỗ nào thoáng để cho nó mát. Đó. Rồi á, đi ra đường á, thì quý vị thấy á, chúng ta đi đầu trần cũng không được, cần phải có cái nón. Rồi đi dép á, thì dép bình thường cũng không được, phải gì? Phải mua đen, rồi phải theo thời, theo thế gì vân vân. Và nhất là người nữ trong cái thời điểm này thì thôi cái đồ mà gọi là cái hàng mà mỹ phẩm. Rồi có những cái trường hợp ví dụ như bây giờ cái thân của chúng ta nó bình thường như thế này, nhưng mà với những người có tiền của thì họ có thể họ đi mỹ viện, đúng không? Họ làm cho mắt kéo xách lên chút, môi làm cho sệ xuống một tí, giữ được tới hồi nó quay lưng nó quảnh mặt với mình là chúng ta cũng không cách nào để gìn giữ nó lại được. Thành ra đối với thân, nếu mà chúng ta nhìn kỹ lại, chúng ta yêu thương, chúng ta mến nó ở một cái mức độ nào đó thôi, chứ đừng có đắm đuối, đừng có mê say như cái lúc chúng ta chưa biết đạo lý, chỉ dùng nó để làm phương tiện tiến tu là đủ. Còn những người mà mê đắm thân thì rất là đau khổ. Kể ra một số việc để chúng ta thấy rằng rõ ràng là nó cái ăn thôi cũng làm chúng ta khổ, cái mặt cũng làm khổ, cái ở cũng làm cho chúng ta khổ. Rồi cái danh vọng của nó, cái địa vị của nó vân vân. Những cái ham muốn này nọ kia cho thân thì tất cả mọi cái chúng ta đều phải trả giá hết. Ví dụ như bây giờ bữa nay muốn đi uống bia một bữa. Mà ngặt cái là thanh niên quá khích lại uống bia, muốn uống bia ôm nữa. Thì buộc phải có tiền, chứ đâu ai cho uống không, ai đâu ai cho ôm không đâu. Phải có tiền, phải có tiền thì phải làm lụng, phải làm thế này thế nọ để chúng ta phải có tiền, để chúng ta hưởng được một cái vui nào đó cho thân. Đó. Thành ra có cái thân rồi thì muốn phục vụ để thỏa mãn những cái nhu cầu của thân là chúng ta phải trả cái giá rất đắt trong cuộc đời này. Chúng ta phải lao nhọc, phải khổ sở. Đó là cái thứ nhất. Đó về thân ngũ uẩn. Thì cái thứ hai là những cái thọ, thì hôm trước chúng ta nói rồi phải không? Cái thọ là cũng luôn luôn đem đến khổ đau cho chúng ta. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn cảm thọ cái vui của cái đẹp trước mắt mình, hoặc là chúng ta muốn nhìn thấy mình có sắc đẹp, hoặc là chúng ta muốn tạo cái cảnh đẹp chung quanh chúng ta, hoặc là muốn thấy mọi cái đều đẹp thì cũng không phải dễ đâu. Thì những cái cảm nhận xảy ra chung quanh mình thì luôn luôn đem đến cho mình cái sự bất an, sự đau khổ. Giờ về tâm của chúng ta nó có những cái ví dụ như nó ham muốn cái sự vui,
Bây giờ mà với chúng ta bắt chúng ta ngồi không một mình ở trong nhà suốt ngày chúng ta chịu nổi không? Chắc là không nổi đâu. Chỉ trừ trường hợp cái người biết tu á, thì một ngày trong nhà họ phân bố thời gian ra lúc nào ngồi thiền, lúc nào tụng kinh, lúc nào nghe băng giảng, ví dụ vậy, thì là người biết tu á nha. Chứ còn nói mà một người bình thường thì không thể nào ngồi yên được. Tôi nhớ là hồi ở Thường Chiếu chúng tôi có một lần có một cư sĩ bây giờ theo lái xe cho Hòa Thượng trụ trì ở dưới rồi đó. Lúc ông tới Thường Chiếu thì ông tha thiết ông lại với thầy làm ơn cho con nhập thất nửa tháng. Nhập thất nửa tháng là con tu, con nghĩ là quý thầy tu, quý thầy có phước tu vậy, con nhập thất nửa tháng chắc có lẽ tiến bộ gì lắm. Vui. Ông nhập là ngày trước ngày sau là tôi thấy ra đứng hành lang. cái thất nó có cái hành lang phía trước á, hành lang phía trước là ngó ra lộ. Mấy thầy chiều đi vậy, chiều tôi thấy đứng hành lang giùm mấy thầy cười. Ngày trước thì đóng cửa nha, tới giờ mấy thầy đi đông đông rồi tôi thấy ông đóng cửa nhưng mà cũng hí hí cửa giùm. Qua ngày thứ hai rồi anh ra đứng hành lang cười thoải mái, rồi ra ngày thứ ba đưa tay phát phát chào mấy thầy luôn. Tới ngày thứ tư thứ năm chịu hết nổi chạy lên xin thầy trụ trì, nó thôi bây giờ thầy cho con ra con làm gì cũng được, thầy bắt con làm ngày hai buổi làm tới 9-10 giờ tối con vô chùa ăn cơm cũng được nữa, chứ đừng bắt con ở chỗ không chịu không có nổi. Đó là những cái trường hợp mà chúng ta thấy là cái tâm thức của chúng ta nó đói cái sự vui, cho nên ngồi một chút rồi chúng ta bắt đầu đứng lên đi kiếm chỗ đó chúng ta, hoặc là nói chuyện qua lại để khỏa lấp cái trống vắng đó, hoặc là chúng ta kiếm chuyện vui để chúng ta hưởng thụ, chúng ta nghe nhạc, nghe băng hoặc coi tivi vân vân. Thì tất cả những cái đó để muốn nói rằng chúng ta không chịu nổi với chính mình trong lúc trống vắng, phải không? Đối diện với cái hoàn cảnh bên ngoài nó khó khăn thấy vậy mà chúng ta còn tìm cách chúng ta lòn lách được, nhưng mà đối diện với chính mình thấy vậy chứ khó đối diện lắm. Rất là khó chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên cái thức tâm của chúng ta nó luôn luôn đòi hỏi, nó luôn luôn muốn có cái này có cái kia để nó hưởng thụ chứ nó không chịu yên. Đó là cái đau khổ nhất của con người. Mà nhiều khi quý vị thấy á, ở đây có những người tuổi già rồi mới nếm được cái mùi đó, phải không? Mấy bà già mà tối, tức là mình không thể bật dậy ngồi nói chuyện với ai, chương trình tivi thì cũng hết. Hết tất cả mọi cái rồi, lúc đó mà nằm mà tâm sự thâu đêm với chiếc gối chiếc chăn á, cái chuyện xưa nổi lên của bà đó, bữa đó bà nói mình câu này mình thấy tức ông kia, bữa đó ông ăn hiếp mình vân vân, những cái chuyện cũ xảy ra vân vân, thì suốt cả một cái nửa đêm còn lại chúng ta ngủ không được. Thì lúc đó chúng ta mới thấy cái đau khổ ở trong tâm thức của mình. Thì điều đó để chúng ta thấy rằng Đức Phật nói cái tâm của chúng ta nó luôn luôn đói khát, tức là thèm thuồng cái sự vui trong cuộc sống này chứ nó không chịu yên. Và còn nói những cái là chúng ta muốn hiểu biết, thì cái muốn hiểu biết này nó cũng tốt. Nhưng mà có điều là nếu như chúng ta muốn hiểu biết điều tốt, điều thiện thì sẽ làm cho cuộc đời chúng ta thăng tiến. Còn nếu mà cái người mà có một cái hoàn cảnh để không thể học hiểu được điều thiện mà chúng ta lại học hiểu những điều không tốt thì sẽ hư đời. Ví dụ có những đứa bé lớn lên thì nó đâu có biết rượu chè là gì đâu, mà cái hoàn cảnh xã hội chung quanh nó, mấy bạn bè chung quanh nó thì đều biết nhậu cả, thì trước sau thằng bé nó cũng hư. Ví dụ vậy. Hoặc là có những đứa bé mà nãy tôi đi lỡ chạy hơi trễ giờ, tôi chạy hơi nhanh cho nên tôi dừng lại không kịp. Thằng bé đâu có chừng, tôi nói là chưa quá 10 tuổi, đứng cặp bên lề đường hút điếu thuốc thấy ngon lành luôn. Trời, tôi chạy tôi thấy đau lòng dễ sợ. Bên cạnh nó tôi thấy ông anh nó ngồi đứng trước một gia đình. Tôi nói như vậy thì chết rồi, cao đâu đợi chừng mét, không có lớn, mà cặp điếu thuốc hút y như một cái người sành sỏi lắm nha, mới còn trẻ thôi. Nó thành ra có những cái mà cái tâm hiếu kỳ của chúng ta, cái tâm muốn tìm hiểu, muốn biết của chúng ta mà biết đúng điều thiện, điều phải, cái điều đạo đức thì làm cho chúng ta thăng tiến. Thành ra cái người cha mẹ, những người có trách nhiệm đối với cái lớp trẻ thì chúng ta nên ngăn chặn bớt cái sự hiểu biết, cái kiến thức mới mà không lành mạnh. Cố gắng chúng ta phải gìn giữ, chứ nếu không thì cái giới trẻ chúng ta trong cái thời điểm này nó dễ hư. Rõ ràng là bây giờ đủ thứ chuyện để cho nó chơi bời, đủ thứ chuyện để làm cho con người ta hư, mà những cái trò vui để hư á, nó lại nhiều. Cái trò mà những cái điều mà dẫn tới cái điều thiện, điều lành nó lại ít quá. Điều này chúng ta phải có chút suy nghĩ để chúng ta mới gìn giữ được, chứ thôi giới trẻ chúng ta sẽ hư hết. Trời, đi ngang nãy tôi thấy đứa bé hút điếu thuốc, tôi chạy mấy cây số tôi chưa yên lòng.
Tôi tính thắng lại, mà nghĩ lại thắng lại nói chuyện với nó, không biết nó có nghe hay không mà trễ giờ, tại xuống đây cũng hơi đi. Thì thôi lỡ đi luôn. Như vậy nhưng mà làm cho trong tâm mình nó không yên. Thấy một đứa trẻ như vậy nó đã hư rồi. Trời mới bị lớn là bắt đầu hút sách rồi, rõ ràng đời nó không có tốt nữa đâu. Thì đó là cũng do một phần ở người lớn xung quanh chúng ta răn dạy không kỹ, để cho sơ suất những chuyện như vậy. Cho nên cái tâm thức con người ta nó có những cái là nó mong muốn cái sự hiểu biết, rồi cái đó là cái thức tâm, rồi cái hành chúng ta thúc bách để chúng ta muốn làm chuyện này, thúc bách để chúng ta muốn làm chuyện kia. Thì cái muốn của chúng ta, nếu chúng ta làm thiện thì cái quả, cái nhân làm thiện chúng ta, cái quả sau này chúng ta sẽ bình an. Còn nếu mà cái mong muốn mà chúng ta làm ác, đó là cái nhân ác, thì sau này chúng ta sẽ bất an, sẽ đau khổ, sẽ trầm luân. Do đó cái sự mong muốn của ngũ uẩn này, nó cả một ngày sinh hoạt trong cuộc sống này, quý vị thấy nếu chúng ta kiểm tra lại là không có phút chốc nào chúng ta yên được, từ thân cho tới tâm. Thân chúng ta thì sinh hoạt đi đứng mà mong muốn làm điều này, muốn làm điều kia, rồi tâm á, thì thúc bách để thân làm điều này điều nọ, và suốt cả một ngày cho tới khi chúng ta ngồi chúng ta muốn yên không yên được, phải không? Thì cái thân chúng ta dao động, thân chúng ta sinh hoạt dao động suốt như vậy để làm cho chúng ta bất an liên tục. Thì như vậy là cả cái thân ngũ uẩn này, cả một ngày mà chúng ta nghiệm xét, không có phút nào chúng ta bình yên cả, không có phút nào chúng ta an vui cả. Đó, cho nên Đức Phật nói là cái thân ngũ ấm này là khổ. Cả ngày chúng ta đều bất an, mà hôm trước chúng ta có định nghĩa rồi phải không? Khổ nghĩa là cái sự bất an, sự rai rứt xảy ra nơi thân tâm của mình. Đó là cái khổ chi tiết, tức là sanh già bệnh chết khổ, phải không? Ái biệt ly quán tán cầu bất đắc và ngũ ấm sinh thành khổ. Còn có cái ba cái khổ, người ta gọi là ba cái khổ căn bản, thì chúng ta phải biết thêm luôn. Trễ giờ chúng ta nói thêm một chút đi. Cái thứ nhất là khổ khổ, cái thứ hai là hành khổ, và cái thứ ba là hoại khổ. Khổ khổ có nghĩa là cái khổ chồng thêm cái khổ, gọi là khổ khổ. Ví dụ như bây giờ nhà chúng ta thì dột, mà nhằm cái mùa đông này, lỡ mùa đông mà lại còn bị trời mưa nửa đêm nữa. Nhà dột rồi mà mùa đông này mà mưa cái ướt cái là không có góc nào chúng ta ngồi được hết, mà thấm nước mưa mà bị gió bất thổi cái nữa là thôi lạnh cống luôn. Nhớ ví dụ như vậy. Hoặc là nhà chúng ta thì nghèo mà còn thiếu nợ, mỗi ngày mỗi bị đòi, phải không? Hoặc là bây giờ nhà thì một ngày thì lo đủ ăn thôi, mà bị mắc một đứa con hay là một người thân nào trong gia đình mà bệnh lại bệnh nan y nữa, phải tốn tiền nhiều, phải vay, phải mượn đồ này đồ nọ đồ kia. Đó gọi là cái khổ chồng thêm cái khổ, tức là cái khổ nơi thân nè, nơi tâm của mình, và cái hoàn cảnh, tức là thân tâm đã khổ rồi và hoàn cảnh khổ nữa, cho nên gọi là khổ chồng thêm cái khổ. Có nhiều người đời than nghèo còn mắc cái eo, ví dụ vậy. Đang nghèo như vậy cái đi ra đường bỗng dưng cái xe nó tông mình một cái, rồi phải nằm bệnh viện. Nằm bệnh viện rồi phải vừa đau thân mà vừa phải tốn tiền đủ thứ hết. Ví dụ thì đó gọi là cái khổ thứ nhất, là cái khổ chồng thêm cái khổ. Thì cái này nó có gồm chung cả những cái khổ kia, tức là 8 cái khổ kia đó, nó có nằm trong cái khổ khổ này, đúng không? Cái hoàn cảnh, cái thân tâm khổ là có nằm trong sanh lão bệnh tử, hoặc là nằm trong quán tán hội khổ cầu bất đắc khổ. Cho nên cái này gọi là cái khổ gọi là khổ căn bản nè. Tức là cái thân tâm và hoàn cảnh khổ thì nó trùm trong 8 cái kia. Cho nên có nhiều khi họ nói là cái khổ trong khổ đế, là có nhiều người họ giảng ba cái khổ này. Giảng ba cái khổ này nó bao hàm 8 cái kia. Vì vậy mà khi người ta trả lời hỏi thế nào là khổ, thì họ nói là ba khổ căn bản trước, rồi 8 khổ chi nhánh sau. Cái khổ khổ là cái thứ nhất, phải không? Tức là cái khổ chồng thêm cái khổ, là cái thân tâm chúng ta đã đọa khổ rồi, mà chúng ta lại gặp cái hoàn cảnh khó khổ nữa. Đã nghèo rồi mà gặp vua quan bóc lột, rồi gặp trộm cướp, rồi gặp mùa màng thất bát, rồi là bị giông gió bão lụt vân vân. Ví dụ như nghèo mà ở đây chúng ta không thấy, nhưng mà về miền Tây á, quý vị thấy mới là đau khổ nha. Cái mùa nước lụt á, thì thường thường á, thì nước lụt thì không làm gì ra tiền, rồi cơm gạo thì dành dụm chỉ đủ ăn qua cho nó hết mùa lũ thôi. Bị giông gió mà nhà cửa siêu dẹo, chưa nói tới nhà cửa siêu dẹo đi, bị nước lụt hoài thì củi á, thì không đủ để nấu cơm ăn.
Thì dưới bếp ga thì nghèo rồi, bếp ga rồi đâu có rồi, củi không đủ nấu cơm ăn, rồi ăn đồ sống đồ xích như vậy đó. Đó, cái hoàn cảnh như vậy đó. Thay vì bây giờ người ta có tiền thì tới mùa nước lũ người ta có thể đi chỗ nào đó người ta sống, nhưng mà người nghèo đâu đi thoát được cái vùng đó đâu, sống trong vùng lũ đau khổ vô cùng. Thì những cái hoàn cảnh nó đưa đến làm cho con người đau khổ, và cái thân như nãy chúng ta nói, thân ngũ quẩn và cái tâm chúng ta khổ, thì đó là những cái mà cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai là hành khổ. Hành tức là cái sự vận chuyển, sự chuyển vận của cuộc sống này, của thân và tâm này. Thì rõ ràng cái thân chúng ta thấy vậy chúng ta không yên, chúng ta phải vận chuyển, rồi cái tâm chúng ta không có lúc nào bình yên cả, nó luôn dao động, luôn vận hành từ cái này và tới cái kia, từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nọ vân vân, làm cho con người ta phải nếm mùi đau khổ suốt trong cuộc sống này. Thì cái đó gọi là cái hành khổ. Và cái thứ ba là cái hoại khổ. Hoại khổ thì chúng ta dễ thấy rồi phải không? Ví dụ như thân chúng ta đây thì đang ở tuổi 30 trở lại thì nó còn sung mãn, còn mạnh mẽ. Nhưng qua 30 tuổi trở lên thì chúng ta mới nếm mùi cái sự bại hoại của thân mình. Từ 30 tuổi trở lên thì có bắt đầu nó đau chỗ này, bắt đầu nó yếu chỗ kia, phải không? Đó là sự hoại của thân xác. Giờ ta tới 50-60 thì chắc là mấy bà cụ nếm mùi này rồi. Cái thân yếu muốn làm gọi là lực bất tòng tâm rồi phải không? Lực bất tòng tâm rồi. Bây giờ muốn làm cái gì làm cũng không được. Ngày xưa từ nhà tới chùa đi bộ một chút tới, bây giờ muốn đi đó, thì phải nhờ con cháu chở. Muốn tới chùa lại Phật nó cũng không phải tự do được như ngày nào. Ví dụ gì thì muốn làm, thay vì cái chuyện mà làm để ra tiền, ngày xưa thấy mình làm dễ quá, bây giờ muốn làm cũng không được. Thấy cây cỏ trước sân muốn ra bứt cũng không đứng. À, thì vậy là chúng ta thấy cái thân chúng ta, cái giai đoạn hư hoại chúng ta khổ. Rồi cái hoàn cảnh xung quanh, nhà cửa thì dành dụm cả đời cất được đâu, mấy chục năm về trước bây giờ nó hư hết tiền cất, ngồi đó ngó chứ đâu có làm sao được. Rồi mưa gió thì chúng ta phải chịu cảnh nắng mưa, ví dụ gì, thì chúng ta phải đau khổ. Tức là cái hư hoại của thân xác, hư hoại của hoàn cảnh vân vân, thì như vậy sẽ làm cho chúng ta đi đến cái sự đau khổ đó. Cho nên còn ba khổ căn bản này mà khai triển thành tám cái khổ chi nhánh kia, cái kia gọi là tám khổ chi nhánh, và ba khổ này gọi là ba khổ căn bản, tức là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Đó là cái khổ đế, một đế thứ nhất trong tứ diệu đế mà chúng ta đang học. Thì hôm nay ngang đây chúng ta có thể kết thúc cái phần thứ nhất là phần khổ đế. Thì nếu chúng ta còn có duyên học trong năm nay nữa thì là chúng ta sẽ học kỳ tới, là chúng ta sẽ học tập đế. Và có lẽ là từ đây cho tới qua cái dỗ tổ thường chiếu thì chúng tôi mới có thời gian. Nếu qua dỗ tổ thường chiếu mà chúng ta còn gặp lại một lần nữa thì chúng ta sẽ học thêm. Còn từ đây tới dỗ tổ thì chúng tôi xin phép là chúng tôi bị bận công việc hơi nhiều, đang chuẩn bị cái kỳ thi cho nên phải ôn thi, mà thi cho tới 19-20 gì đó mới xong, tức là bắt đầu từ mùng 10 là bắt đầu thi rồi. Cho nên chúng tôi cũng nếu như mà qua dỗ tổ thường chiếu, chúng ta còn thời gian tới Tết mà chúng ta có thể gặp một lần được nữa thì chúng ta sẽ gặp lại. Còn nếu không thì chúng ta sẽ kết thúc năm học này. Thì mong rằng quý Phật tử hãy chiêm nghiệm để thấy rõ cái sự thật. Đây là những cái sự thật nó có trong cuộc sống của mình, để mình thấy rõ ở đâu là khổ, ở đâu là vui, để chúng ta có cái định hướng rõ ràng cho cuộc đời mình. Chứ nhiều khi chúng ta sống trong hoàn cảnh khổ mà chúng ta không hay, không biết, để rồi chúng ta phải vùi đầu, phải lo lắng, phải chăm sóc cho cái đó, để rồi cuối cùng chúng ta phải bị cái khổ đau thì nó uổng hết cuộc đời của mình. Thì làm sao đó mà chúng ta ý thức được cái cuộc đời này là khổ, để chúng ta có cái ý hướng tốt, chúng ta phải phấn đấu tu tập để vượt thoát cái khổ đau. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy. Và nếu chúng ta học hết tứ diệu đế thì chúng ta sẽ thấy được cái nguyên nhân dẫn tới cái đau khổ này, và có cái đường lối để thoát khỏi cái khổ đau đó. Thì chúng ta phải cố gắng học để chúng ta mới có được những cái điều như vậy. Chứ cái phần đầu nó chỉ là cái khổ thôi, thì nói ra nếu mà chúng ta không hiểu hết thì cho rằng cái đạo Phật nó bi quan. Nhưng sự thật thì Đức Phật muốn nói rõ cái sự thật. Tại đạo Phật từ trước giờ chúng ta nói là đạo Phật là đạo như thật, tức là đạo thấy như thật, nói như thật và sống như thật, thì đó mới thật là đạo Phật. Đạo Phật không có cái màu sắc gì khác hơn ngoài là cái sự thật đó. Thì đến đây chúng tôi xin kết thúc một cái đế đầu tiên. Mà trước khi kết thúc là chúng tôi nhớ có một cái bài thơ của ông Đoàn Như Khuê nhé. Ông Đoàn Như Khuê, ông nói là bể khổ trần gian sóng ngập trời,
khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, ngẫm lại cùng trong bể khổ thôi. Đó là bài thơ của một cái tác giả mà người này chắc cũng thấm thía cuộc đời cho nên mới nói ra. Tức là cái trần gian này là cái bể khổ ngập trời, không có chỗ nào mà không khổ trong cõi trần này hết. Mà trong đó thì khách trần chống một chiếc thuyền ở trong bể khổ để chơi, mà dù cho người đó có thuận lợi, dù cho người đó có khó khăn, tức là cái thuyền người đó dù có ngược bến, dù có xuôi bến, nhưng mà ngẫm lại cũng ở trong bể khổ mà thôi, chứ không thoát. Đó là một cái bài thơ rất ý dị. Thì bài thơ đó kết thúc cái buổi nói chuyện chúng tôi hôm nay. Thì trước khi chúng ta nghỉ, chúng tôi cũng dành cho quý vị khoảng ít phút. Có ai thắc mắc cái điều gì trong cái phần này không? Trong mấy bài học qua của Khổ Đế, ai có thắc mắc gì không? Cái người có tiền có của vẫn khổ, mà người nghèo khó cũng khổ. Tức là người có cuộc sống thuận lợi cũng khổ, mà người có cuộc sống nó khó khăn cũng khổ. Vì hồi trước mình có định nghĩa cái khổ là gì? Khổ là cái sự bức bách, sự bất an của thân tâm này. Thì quý vị thấy cái người có tiền bình yên không? Người làm ăn trúng mánh riết nhưng mà người đó bình yên không? Không yên. Cái vui của xã hội, vui của cuộc sống này là cái vui dao động bất an. Chỉ trừ có cái vui của cái người mà thực sự tâm hồn không còn sự dao động bất an thì lúc đó mới là vui thật. Cho nên cái khổ của cái người nhìn về cuộc sống này á, không phải chúng ta nhìn đơn giản là cái khổ cái vui khi chúng ta có tiền có của, khi chúng ta giàu có là chúng ta vui, không tiền không của là chúng ta khổ, thì cái đó là cái nhìn nó thấp. Cái khổ của trần gian này hồi đầu á, tức là mấy cái thời đầu chúng ta đã có phân tích cái sanh là khổ rồi. Có ấy thì cô nghe lại cái phần đó. Thì ra khi mà con người chúng ta thấy vậy, thấy sống bình yên, có tiền có của, lên xe xuống ngựa, nhưng mà người đó vẫn khổ. Cho nên trước đây mấy năm bộ phim hình như của Liên Xô hay gì đó, có bộ phim là người giàu cũng khóc. Điều đó để nói lên cái thực trạng của xã hội. Thật ra thì trong cõi đời này thì cái gì cũng khổ. Thì nếu mà chúng ta ấy, chúng ta nghe lại cái phần đầu, nếu chúng ta hiểu là cái khổ là cái dao động bất an, cái bình an trong tâm hồn mới là cái không khổ, thì chúng ta bắt đầu nghiệm xét là tất cả mọi việc cuộc sống này, chúng ta thấy rằng cái gì cũng dẫn tới khổ đó. Dù người đó như thế nào cũng phải khổ. Không tin cô kiếm mấy người tỷ phú và hỏi coi họ khổ hay họ vui. Đó là cái phần cuối của Tứ Diệu Đế, tức là cái phần Đạo Đế mình tương lai mình sẽ học. Bây giờ mình mới học cái phần đầu, gọi là học cái Khổ Đế thôi mà. Rồi Tập Đế, rồi Diệt Đế mới tới Đạo Đế. Là phần Đạo Đế thì mình sẽ học những điều đó. Và lúc đó rồi mình sẽ thấy mình trạch cái pháp nào cho nó đúng. Tại vì chúng ta đã học Tứ Diệu Đế, bây giờ chúng ta mới học có đế thứ nhất thôi à. Đế thứ nhất là Khổ Đế thôi. Gần Tập Đế thì rồi Diệt Đế, Đạo Đế thì chúng ta còn phải học. Thì lúc đó chúng ta phải coi chúng ta trạch như thế nào cho nó đúng. Bây giờ thì cứ từ trước tới giờ thì chúng ta đã học công phu rồi, đúng không? Những cái điều căn bản là dường như chúng ta đã học hết rồi đó. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái việc mà thấy biết cho nó đúng chánh pháp, đó phần Đạo Đế rồi, chúng ta thấy cái chánh kiến nó quan trọng. Khi một khen chúng ta nhận định đúng thì cả một cuộc đời chúng ta bình yên. Khi chúng ta nhận định sai, cả cuộc đời chúng ta lao đao. Dù chúng ta gia công cỡ nào vẫn không có kết quả. Đạo Phật nó có cái kỳ diệu đó. Do vậy chúng ta không vội. Những điều mà chúng ta cần làm, cần thực tập là từ trước đến giờ chúng ta đã học rồi, đúng không? Trong phần tứ niệm xứ là chúng ta quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp chúng ta đã học rồi. Nhưng mà chúng tôi nói là người nào thiếu công phu quán thân thì người đó rất khó có thể nhận được cái sâu sắc trong Phật pháp. Thấy nó bình thường nhưng mà nó là nền tảng của tất cả các công phu. Thì khoan hả bình luận cái gì cao xa, chúng ta nên quán thân cho thiệt tỉ mỉ dùm, tức là nên có chút công phu trong cái quán thân đi, rồi những cái điều kỳ diệu từ từ nó sẽ xảy ra. Thật ra rất khó kiếm một cái người Phật tử cũng như một người tu sĩ mà quán thân cho tốt, hiếm lắm. Trong nhất cử nhất động của chúng ta ít khi nào chúng ta bình tĩnh, chúng ta sáng suốt, chúng ta tuệ tri nữa.
mà không sót, không có. Ngay cả trong cái thời thiền chúng ta chưa tự tri đoàn triệt cái thân của mình. Thì như vậy là chứng tỏ rằng cái tuệ giác chúng ta chưa đủ để có thể chúng ta trập được pháp gì đâu. Chưa đủ đâu. Cho nên rồi kệ gán làm sao mà trong tất cả các thời thiền, chưa nói tới cái việc cuộc sống nha, trong tất cả các thời thiền mà chúng ta tuệ tri thân cho tinh tấn, thì dùng từ là tinh tấn, dừng đừng nói là tỉnh giác chánh niệm gì hết á, tinh tấn thực sự tinh tấn trong tất cả các thời ngồi thiền, chúng ta rõ biết thân không sót chỗ nào, thì lúc đó mới được gọi chúng ta có chút trí tuệ, mới có thể nhận định những điều sâu hơn. Thì cái thân là cái quá thô mà, cái vận hành của thân phải có cái trí nào mới có thể thấy hết. Do đó chúng ta phải công phu để chúng ta thấy hết những cái vận hành của thân, những cái máy động cử chỉ. Ngồi đây thấy ngồi bắt kiết già, ngồi cứng ngắc như vậy đó, nhưng mà thân yên không? Không yên đâu. Thì chúng ta thấy được cái dao động đó hay không cái này. Nội cái hơi thở nè, tôi nói nè, khi chúng ta thở hết hơi rồi, cái chuyển động để chuẩn bị hít vào, chúng ta thấy không? Chưa đâu, chưa có đủ trình độ thấy nó. Thì khoan anh nói cái gì cao xa, đúng không? Khi chúng ta hít vào hết hơi, nó đầy hơi rồi, cái phút mà cơ thể chúng ta chuyển động để thở ra, hai cái đó nó khác biệt nha. Tức là cái khoảng hít vào chúng ta có thể thấy được, cái khoảng thở ra chúng ta có thể thấy được, nhưng cái khoảng chuyển vận giữa thở vào và thở ra như thế nào đó chúng ta không thấy đâu. Mà không thấy được cái thô đó thì được gọi là chúng ta có trí tuệ để nhận định gì sâu hơn nữa không? Không đâu, chưa đủ trí đó. Cho nên người tu Phật là tất cả những cái gì của mình phải rõ biết. Mà cái đó là cái không có rời mình phút nào rồi nha, phải không? Hít vào thở ra là lúc nào cũng phải hít vào thở ra mà mình chưa rõ, đúng không? Thì những cái khác là chúng ta khoan hay nói. Thành ra là thôi thì chúng ta học những cái điều gì mà chúng ta đã học thì chúng ta cố gắng thực hiện trước cái này. Phải thực hiện những cái nền tảng cho nó vững. Tôi nói là người nào mà không có tinh tế, không có vững vàng trong việc quán thân, thì phải nói là cái việc giác ngộ giải thoát chúng ta phải còn đặt lại hết. Đặt lại hết. Tôi nói tới đâu rồi nữa, có vật ngã từ té rồi đứng lên tôi cũng nói là không thấy. Đó là cái sự thật như vậy. Thật ra mong rằng tất cả chúng ta có học thì chúng ta phải cố gắng thực hiện. Người nào mà không còn nhớ thì chịu khó mượn văn của thầy trụ trì nghe lại những cái đoạn đó. Cố gắng làm sao quán thân cho thiệt tỉ mỉ dùm. Nó rất là nền tảng từ quán thân, hơi thở rồi nọ. Nếu chúng ta không rành, thật ra hơi thở nó... Chúng ta bây giờ nói lại một chút là muốn rõ hết hơi thở không phải đơn giản đâu. Nội hơi thở thôi, chúng ta chưa nói tới cái chuyện khác nha. Hơi thở thôi, chúng ta muốn thấy từ đầu hơi thở nè, từ 1/4, từ giữa hơi thở 1/3 cho tới cuối hơi thở ra, cho tới vừa dứt hơi thở. Chỉ một hơi thở ra thôi, chưa nói thở qua hít vào, chưa chắc chúng ta đã thấy hết. Thì vậy là chứng tỏ rằng quán thân tinh thần chúng ta không kỹ, đúng không? Thì cái đoạn chuyển biến đó mình không nói đi, cái đoạn hít vào cũng vậy, hít từ đầu như thế nào và sau đó chúng ta thấy rõ hơi thở ra vào nữa, thấy ra thấy vào như thế nào nữa, chứ không phải là biết cái hơi thở ra biết hơi thở vào đâu. Sau đó cái trí chúng ta thấy hơi thở vào là cái gì, hơi thở ra là cái gì, nó là cái khí, là cái khối hay là cái gì đó, thì từ từ chúng ta công phu chúng ta sẽ thấy được điều đó. Và tới khi thấy được cái hơi thở mong manh như sợi chỉ mành là chuẩn bị chúng ta bước vào định đó, chúng ta mới thấy được tới chỗ đó. Và được thấy như vậy kìa thì mới không chỉ mới nói cái chuyện trí tuệ chứ không phải là chưa đâu. Thật ra tôi nói nổi cái hơi thở thôi chưa có mấy người thấu suốt nổi, không có mấy người. Và như vậy thì chứng tỏ rằng công phu chúng ta còn nông cạn, chúng ta phải cố gắng phấn đấu lên, chứ đừng có nói chuyện khác của thân. Chuyện khác của thân là nó khủng khiếp lắm. Chuyện của thân này là thôi không có bao giờ nói cho cùng đâu. Hôm trước chúng ta giảng là chỉ giảng như vậy thôi, chứ sự thật là cái chuyện của thân này mà sau này có điều kiện mà nói là tứ niệm xứ, mà nếu như chúng ta có thời gian chúng ta sẽ nói suốt mấy ngày như vậy đó về thân. Cũng không hết nữa. Nó là mấy chục ngày á, chưa chắc hết chuyện của thân, chứ đâu có đơn giản đâu. Thật ra người tu mà thấy được từng ly từng tí của thân á thì phải nói là người đó có công phu tốt mới thấy nổi. Thật ra người tu Phật thì chúng ta cố gắng, chúng ta
nên bình tĩnh, đừng có vội vàng. Những cái điều căn bản chúng ta nên bước cho thật vững, những cái nền tảng chúng ta xây từ trước giờ là nên vững vàng từng bước, chứ đừng có bỏ qua, đừng có nhận lớp. Thì nhận lớp thì sau này muốn trở lại có khó lắm. Nhiều khi cái tê tê buốt hết là nguyên cái đoạn đó mình hết biết luôn, nhưng mà mình vẫn biết nó tê, nó đang tê. Cái tê có nhiều khi nó tê dần dần lên tới ngang bụng nữa, tê dài ngược lên tới trên nữa. Chứ không phải nó tê hai chân không, nhưng mà không sao, nhưng không sao hết á, thì buông ra máu lưu thông lại bình thường. Không có gì. Có nhiều thầy ngồi tê luôn tới ngang rúng, thầy nguyên cái đoạn đó là mất cảm giác hết, nhưng mà tay vẫn ngồi. Mà sau đó ngộ lắm, sau đó tâm mình nó thông á, thì tự động khí nó thông, bắt đầu quyết nó thông, chúng ta ngồi kiết dạ không đến đổi tê như vậy nữa. Lúc đầu đoạn nó bị cắn bị tê vậy đó, nhưng mà sau đó nó khác, tức là ngộ lắm, cái tâm nó đi trước, tâm đi trước thân đi sau, nhưng mà thân tâm á không có thể rời nhau mà tiến trong công phu được. Điều này chúng ta phải tinh tế, nhưng mà bảo đảm là ngồi tê tê chứ không có gì hết, buông ra thì thôi, không ảnh hưởng gì. Khi nào mà tê quá chịu không thấu. Con xin hồi hương phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha quyến thuộc gần xa hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phá tâm hoan hỷ bao truyền giúp cho thải đều hướng phương.